Những biện pháp trên có thể là rất tốn kém và đôi khi khá cực đoan, nhưng đó mới chỉ là những cách để đối phó với bề nổi của vấn đề. Theo các chuyên gia, một nguyên nhân gốc rễ của tình trạng gian lận thi cử chính là căn bệnh thành tích. Đó là tâm lý cho rằng điểm số, thứ hạng, bằng cấp chứ không phải là kiến thức mới là yếu tố để thể hiện năng lực và quyết định thành công. Tại Phần Lan, một đất nước luôn được xếp hạng hàng đầu thế giới về giáo dục, học sinh dường như không có áp lực phải gian lận. Bởi đây, trung tâm của giáo dục là con người và mục tiêu hướng tới không phải là bài thi mà là kiến thức. Học sinh không phải đi thi cho đến năm 18 tuổi, không có thanh tra trường học, chẳng có bảng xếp hạng trường lớp, nên cũng không có trường chuyên lớp chọn. Từ thành phố tới thôn quê, các trường học ở Phần Lan đều chạy theo một tiêu chí duy nhất. Có những giáo viên tốt. Riêng với giáo dục tiểu học, chỉ 10% sinh viên tốt nhất mới được chọn làm giáo viên. Chúng tôi chưa bao giờ có hệ thống thi cử và hy vọng là sẽ không bao giờ cần đến nó. Học sinh Phần Lan cho đến năm 15 tuổi không bao giờ bị giao quá 30 phút bài tập về nhà. Trường học ở Phần Lan có ngày học và niên học ngắn nhất tại các nước phương Tây. Tuy nhiên, kết quả đạt được luôn nằm ở thứ hạng cao trong bảng đánh giá học sinh toàn cầu. Phải để đầu óc nghỉ ngơi, sẽ rất áp lực và vô ích nếu chỉ học, học, học suốt. Trái lại, khi chơi đùa, bọn trẻ có thể học hỏi và phát triển nhân cách. Có thể nói, Phần Lan là con cá ngược dòng trong ngành giáo dục, với kích bơi chẳng giống ai. Và tại đây, mỗi người đều là một thiên tài theo một cách riêng. Nếu nói theo quan điểm của nhà khoa học Albert Einstein, những chú cá Phần Lan sẽ không bao giờ bị bắt leo cây. Vâng, sự thất bại là kết quả tất yếu được nhìn thấy trước nếu như con cá ấy bị bắt leo cây. Nhưng nếu nó được đặt vào đúng nơi, đúng chỗ mà nó có thể phát huy được thế mạnh của mình, thành công sẽ đến. Tương tự thì bảng điểm không phải là thước đo duy nhất để đánh giá giá trị cũng như năng lực của một con người. Tuy nhiên thì bạn sẽ đánh mất chính mình khi có những hành vi quay cóp tiêu cực để đạt thành tích tốt. Đó là hậu quả có thể nhìn thấy của gian lận trong thi cử. Hậu quả này không chỉ gây tác hại cho nhân cách của chủ thể gian lận mà còn ảnh hưởng xấu cho xã hội. Bởi một xã hội không thể phát triển nếu ngay cả một em học sinh, ai ai cũng gian lận.